Các bạn đang nghe truyện yếu gà như ta lại bị chính đạo tôn làm vô thượng thánh ma trên kênh TV Audio CV. Chương 1035 Ảo ảnh Hồng Trần 2 Vâng, Đại Nhân, Rõ, Mão Nhật Thần Sứ Đại Nhân Thái Thuần và Ngô Thành đều sắp cảm động đến phát khóc. Theo bọn họ thấy, với thực lực của Mão Nhật Thần Sứ Đại Nhân, sao có thể cần bọn gà mờ như bọn họ bảo vệ? Đây không phải là kiến bảo vệ voi sao, rõ ràng là mão nhật thần sứ đại nhân đang tạo cơ hội cho bọn họ lập công chỉ nhìn ánh mắt của bọn họ bây giờ trương mạc có bảo bọn họ đi hầu hạ trên giường bọn họ cũng sẽ nhanh chóng thay quần áo tắm rửa sạch sẽ rồi nằm ngoan ngoãn nói thêm một câu đại nhân thương xót chỉ tiếc là trương đại thần sứ không có hành vi biến thái như vậy nên bọn họ cũng không thể tiến bộ theo cách này bên ngoài đoạn đại nhân lập tức quay về bên cạnh tả thu tả huynh bên trương lão bác không trúng kế huynh đã tính sót thân phận nhị đẳng của hắn trong ảo cảnh hắn gần như vô địch vừa dứt lời đoạn đại nhân đã phát hiện ra có điều không ổn với tả thu cả người tả thu đang run rẩy ánh mắt vẫn điên cuồng lóe lên Ngũ giới cấm chế đoạn đại nhân lập tức phản ứng lại sau đó hắn lấy ra đồng tiền đã chuẩn bị từ trước tấn vào trán tả thu bình tĩnh bình tĩnh đoạn đại nhân nói lớn Tả thu lúc này mới có vẻ mặt dịu đi một chút, nghiến răng nói nhanh rút lui, người nói đúng, đây thực sự có thể là cái bẫy của trương lão bác. Đoạn đại nhân lập tức muốn dẫn tả thu rời đi. Kết quả là đột nhiên nhìn thấy một con gấu khổng lồ nhảy đến, rơi xuống đường phố với một tiếng động lớn, nhìn họ từ trên cao. Hai người trong nháy mắt hóa thành luồng sáng bỏ chạy, nhưng lại bị một cú chưởng của con gấu đen trắng đánh trúng. Một tiếng nổ lớn hai người bị đánh ngã xuống đất lực lượng to lớn khiến cơ thể họ liên tục phát ra tiếng nổ cũng vào lúc này khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân cũng đuổi đến đùa sao động tĩnh lớn như vậy ở đây nếu còn không nhìn thấy thì mới là ngốc các đường phố xung quanh trở nên hỗn loạn không ai ngờ rằng cuộc chiến giữa hai bên lại bắt đầu như vậy khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân đến đã nhìn thấy tả thu và đoạn đại nhân nằm trên mặt đất rồi nhìn con gấu đang nổi giận họ thấy rất quen mắt đây không phải là con gấu đen trắng đã bắt trương lão bắt sao tả thu lên tiếng có phải nó không kiếm ngô đại nhân vẫn đang nhìn nhưng nghe thấy giọng nói của hai người con gấu đen trắng có vẻ hơi hoảng sợ nó đã bị nhận ra không phải làm hỏng kế hoạch của chủ nhân chứ gấu biến hình bỗng nhiên lông trên người con gấu đen trắng dựng đứng lên như nhím đồng thời trên người nó phát ra ánh sáng mạnh từ màu đen trắng biến thành năm màu con gấu lông xù năm màu biến hình xong con gấu lại phát hiện ra hai người kia căn bản không nhìn mình khí quân đại nhân và kiếm ngô đại nhân trực tiếp lao về phía tả thu và đoạn đại nhân cơ hội tốt như vậy hai người căn bản không nghĩ ngợi gì khác giết chết kẻ thù trước mới là thật tả thu trên mặt đất cảm nhận được sát khí ập đến lại đột nhiên nghiến răng phân thân vạn lần vô số phân thân trực tiếp sắp nhấn chìm tầm nhìn của kiếm ngô đại nhân và khí quân đại nhân hai người gần như đồng thời ra chiêu thần kiếm uy lâm đã nguyên khí chấn giống như cắt cỏ vậy các phân thân của tả thu đều bị chấn động nhưng bản thể của tả thu và đoạn đại nhân cũng đã biến mất hai chiêu lớn trực tiếp phá hủy đường phố ngay cả con gấu cũng không khỏi liên tục lùi lại những con người này còn tự đánh nhau hay là cứ xem đã ngay sau đó một lưỡi dao ngắn kỳ lạ xuất hiện sau lưng khí quân đại nhân khí quân đại nhân chỉ cảm thấy linh hồn của mình như bị đâm vào cảm giác như nếu trúng đòn này thì mình sẽ chết khí quân đại nhân lập tức dựng lên lá chắn ánh sáng chặn đứng đòn tấn công này ánh sáng vàng chói mắt trong nháy mắt đã chiếu sáng toàn bộ thành trì bóng dáng của đoạn đại nhân cũng xuất hiện trước mặt khí quân trong mắt lóe lên ánh sáng xám như sương mù chết chóc cả người như hồn ma lơ lửng đoạn mệnh một tiếng hét nhẹ cả thế giới dưới chân dường như đã biến thành một màu xám xịt muốn mở vực cảnh có hỏi qua ta không khí quân nắm chặt một tay ánh sáng mạnh gấp 10 lần thánh quang phổ chiếu lực lượng của đoạn đại nhân tan biến như băng tuyết nhanh chóng tan chảy cùng lúc đó kiếm ngô đại nhân phóng ra đầy trời kiếm ánh sáng quét sạch mọi thứ bất kể tả thu trốn ở đâu cũng sẽ bị thanh kiếm ánh sáng này ép buộc ra ngoài quả nhiên một tiếng nổ lớn tả thu như biến mất mang theo thân hình trong suốt bị thanh kiếm ánh sáng đánh bay kiếm ngô đại nhân xông lên thanh kiếm khổng lồ trong tay che trời lấp đất dài tới ngàn trượng thiên diệt trảm kiếm khí cực hạn chém đứt mọi lực lượng tả thu thấy vậy lại không né tránh trong tay đột nhiên xuất hiện một quả cầu ánh sáng đổi màu tiếp đó ném quả cầu ra, thất tình lục dục, thế giới phàm trần, ánh sáng lập tức bị kiếm ngô đại nhân đánh tan tại chỗ. Nhưng ngay sau đó, một cơn gió trong lành ập đến, thổi khắp nơi. Trời đất đột nhiên đảo lộn, lại là năm mới. Bản tông chủ hy vọng có thể trong năm mới. Không công thụ lộc. Không lao mà hưởng. Ngồi hưởng thành quả. Một bước lên trời, trích từ chương 5700, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma trương ma thần trong ảo cảnh mà lại dùng ảo cảnh thật là lợn mẹ đội nón một bộ lại một bộ không chỉ có kiếm ngô đại nhân trúng chiêu thậm chí cả khí quân đại nhân còn có cả hùng hùng đang xem kịch cũng bị cuốn vào đầu tiên cảm thấy bị lừa lại là tiểu hoàng hắn trực tiếp không thấy những người này trên tinh thạch điều này không được người đâu không đúng là thú đến rồi đánh cho bổn thiếu chủ đánh thật mạnh vào. Bốn người này, một người cũng không được bỏ qua cho bổn thiếu chủ. Không muốn ăn cấm chế sao? Vậy thì ăn nắm đấm đi, Tiểu Hoàng bắt đầu điên cuồng phái yêu thú đến nơi bốn người này đang ở, còn những vai phụ khác thì cứ thế mà làm. Thực ra lúc này, tu sĩ của Vô Cực Minh và tu sĩ của Kiếp Điện, không ít người đã bị ngũ giới cấm chế trói buộc. Sau khi Tiểu Hoàng kéo căng cường độ cấm chế ở khu vực đó của họ, Họ không muốn trúng chiêu cũng khó, họ không có khả năng chống lại cấm chế mạnh mẽ như tả thu. Ngay cả khi tả thu đã chuẩn bị trước, để họ tĩnh tâm cũng không được. Thậm chí ngay cả khi bọn hắn thực sự có thể chịu đựng được, không phá vỡ ngũ giới. Nhưng ngay lập tức sẽ có một nhóm, thú thôi miên, chuyên khiến ngươi phá giới đến. Toàn thân cơ bắp, cầm gậy lớn, chữ, đức, sáng chói. Có câu, có ngươi từ phương xa đến, dù xa đến đâu cũng phải giết, gậy lớn vô tình đập ầm ầm. Nghe tiếng gõ đầu đó. Nghe êm tai, đúng là đầu tốt, đó là một sự giòn tan. Đó là một vẻ đẹp. Đó là một sự chính thống, càng náo nhiệt, chỉ có Trương Đại tông chủ là bình tĩnh tự nhiên. Thật là quá bình tĩnh, bình tĩnh đến mức sắp ngủ thiếp đi. Nằm trên giường, bên cạnh là Ngô Thành và Thái Thuần sợ Hải bảo vệ. Bên ngoài tiếng chiến đấu, tiếng chửi bới, tiếng kêu thảm thiết tiếng nào cũng nghe thấy. Trương Đại tông chủ vừa ngáp vừa xoa bụng, thậm chí còn muốn ăn thêm chút gì đó. Bọn người Ngô Thành thực sự rất khâm phục Trương Đại thần sứ. Trong tình huống như vậy, vẫn có thể bình tĩnh như vậy, đây chính là biểu hiện của thực lực, mà Trương Đại thần sứ cũng chỉ là tự tin mà thôi. Chuyện nhỏ này cứ giao cho tiểu hoàng là được. Quá trẻ, thực sự quá trẻ. Muốn giết bổn tông chủ, đổi chỗ khác bổn tông chủ có thể sẽ sợ hãi thậm chí bỏ chạy nhưng ở đây chật 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 bổn tông chủ chỉ có thể nói rằng chỉ bằng các ngươi thực sự phải luyện tập thêm không biết đã bao lâu tiếng chiến đấu bên ngoài cuối cùng cũng bắt đầu yếu dần nghe gần xong rồi trương mặt mới đứng dậy bước ra khỏi thạch thất nói sao rồi sắp chết chưa nghe giọng điệu này dường như trương đại thần sứ rất muốn thấy mọi người đều chết Ngô Thành và Thái Thuần tưởng rằng Trương Đại Thần Sứ chỉ đang trêu chọc. Nhưng không ngờ. Trương Mạc thực sự nghĩ như vậy. Chốc lát sau, Trương Mạc nhìn thấy một luồng lưu quang bay về. Rơi thẳng xuống trước mặt hắn. Nhìn kỹ, thì thấy khí quân đại nhân đầy mình thương tích dẫn theo kiếm ngô đại nhân trở về. Xem ra, kiếm ngô đại nhân bị thương khá nặng, đã hôn mê bất tỉnh. Khí quân đại nhân đỡ hơn đôi chút, nhưng hơi thở cũng rất yếu ớt. Sao thế này? Hai người không phải đi truy sát sao? Sao thế, bị phản sát à, Trương Mạc vô cùng kinh ngạc. Hai người có thể thua, nhưng đừng thua lúc này chứ. Hai người thua thì bản tông chủ biết làm sao đây, khí quân đại nhân nghiến răng nói, đáng chết yêu thú, toàn là chúng phá đám. Nếu không, hôm nay ta nhất định có thể diệt trừ Tả Thu, dù hắn có mở ảo thuật mạnh nhất đi chăng nữa. Trương Mạc liếc nhìn hắn, thực sự rất muốn nói đừng có khoác lác như vậy được không, ngươi cứ khoác lác như vậy, trâu cũng phải mặc quần đùi rồi. Nhìn ngươi xấu hổ quá, sao dám nói là ngươi bị người khác phá hoại. Như nhìn ra sự không tin của Trương Mạc, khí quân đại nhân nói nhưng chúng cũng đừng hòng dễ chịu, lần này không chết cũng mất một nửa mạng rồi. Chúng bị thương nặng hơn chúng ta. Thế à, vậy thì tốt, vậy thì tốt, Trương Mạc liên tục gật đầu, trong lòng thở vào nhẹ nhõm nếu là lưỡng bại câu thương thì có thể chấp nhận khí quân đại nhân nghe lời trương mạc trong lòng không được thoải mái lắm trương lão bác thấy chúng ta bị thương như vậy còn nói tốt ngươi đúng là thôi bỏ đi ngươi vẫn luôn như vậy lười so đo với ngươi vẫy tay bảo ngô thành và thái thuần mau đỡ kiếm ngô đại nhân khí quân đại nhân nói kiếm ngô chủ sứ bị thương hôn mê rồi các ngươi chăm sóc ồ không biết khi nào hắn mới tỉnh phiền phức quá hôn mê à, ta có cách, trương mặt sải bước lên, trước mặt khí quân đại nhân, tiến lên trước hết là hai cái tác. Chắc chắc hai tiếng, mở thịt trung trinh. Khí quân đại nhân thấy trương mặt lại dùng chiêu này, lập tức ngăn hắn lại nói làm gì vậy. Hắn không bị mất trí. Đây là bị thương nặng, đánh không có tác dụng, có những người, làm người làm việc đều rất hèn hạ. Nhưng không sao. Ta hiểu ngươi, bởi vì ngươi đang là chính mình, từ chương 3.364, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Đánh không có tác dụng đúng không, ta còn một chiêu nữa, tới đây, mang một bát canh vàng đến đây, phải đặt, kéo sợi mới nhất, mùi vị chuẩn, khí quân đại nhân trợn tròn mắt, ngô thành và thái thuần ngơ ngác. Đây là muốn làm gì, quá dữ dội rồi, khí quân đại nhân vội vàng nói trương lão bác, ngươi đừng quá đáng. Hai người mau đưa kiếm ngô chủ sứ đi, nhanh lên khí quân đại nhân liên tục ra lệnh, sợ chậm một bước, trương lão bác sẽ cởi quần ra. Thấy khí quân đại nhân không tin tưởng mình như vậy. Trương mạc cao mày nói chiêu này rất hiệu nghiệm, ngươi tin ta, khí quân đại nhân lớn tiếng nói đại tiện cũng không được, phỉ phỉ phỉ, tóm lại cứ là đại tiện là không được. Cho dù có thật sự hữu dụng, chờ kiếm ngô tỉnh lại, hắn cũng phải dùng kiếm đâm chết ngươi, trương mạc vuốt cầm suy nghĩ. Có lý, vậy thôi bỏ đi. Khí quân đại nhân vất tay nói hôm nay cứ như vậy đi. Bước tiếp theo phải làm gì? Trương Mạc nhìn hắn nói bước tiếp theo. Thăng cấp chứ còn gì? Khí quân đại nhân nghiêm túc suy nghĩ, sau đó nghiến răng nói ngươi nói đúng, vẫn phải thăng cấp, từng thăng cấp. Trương Mạc thấy vẻ mặt quyết tâm của hắn, có chút nghi hoặc. Sao thế này, chỉ là thăng cấp thôi mà, sao lại giống như quyết tâm uống canh vàng vậy, có đến nỗi vậy không? Thôi, các ngươi muốn làm gì thì làm đừng làm phiền bản tông chủ là được một nơi khác tả thu và đoạn đại nhân cũng đang vừa chạy trốn vừa nôn ra máu những thuộc hạ còn sống cũng lăng lê bò trường trốn thoát khỏi sự truy đuổi của yêu thú rồi mới quay lại bên cạnh tả thu nhìn thoáng qua trông thật thảm hại đoạn đại nhân nằm yếu ớt trên mặt đất nói ta e là không xong rồi không còn sức chiến đấu nữa tả huynh chúng ta có phải đã thua rồi không tả thu nghiêm giọng nói chưa chỉ là thất bại nhỏ thôi vẫn còn cơ hội cơ hội nào chứ ta không thấy được đoạn đại nhân cười thảm đây đã là lần thứ hai hắn đại bại trong tay thần cung tả thu đảo mắt nói nâng cấp lên cấp một ít nhất cũng phải nhị đẳng chúng ta mới có thể tái đấu với trương lão bác còn có cơ hội nâng cấp không với tình trạng của chúng ta như thế này đoạn đại nhân lắc đầu nói tả thu nói những người bên dưới không phải đã điều tra rồi sao có hai nhiệm vụ có thể nâng cấp nhanh chóng. Một là hiến tặng tất cả bảo vật, hai là giải trí cho cả thành. Đoạn đại nhân kinh hải nói ngươi điên rồi sao? Tiền bạc và thể diện đều không cần nữa à, tả thu nắm chặt nắm đấm nói chỉ cần có thể lật ngược tình thế, mạng sống của ta cũng có thể không cần, tiền bạc và thể diện thì là cái gì? Nâng cấp, nhất định phải nâng cấp. Sáng sớm hôm sau, Trương Đại Tông chủ hiếm khi được ngủ một giấc ngon cuối cùng cũng có thể ngủ đến khi mặt trời chiếu vào mông mới dậy chỉ cần mông không bị đen mọi thứ đều rất thoải mái thức dậy rồi lại ăn sáng thật ngon trương mặt vẫn luôn rất nghi ngờ rõ ràng là ảo cảnh tại sao những thứ bên trong lại có thể ăn được không phải là nên ăn không khí sao hơn nữa hương vị đều rất chân thực sau đó nghĩ lại vấn đề này dựa theo trí tuệ của chính hắn để phán đoán nên có thể giải thích như vậy người xưa có câu nghèo đến mức uống gió tây bắc nghe này gió tây bắc cũng có thể uống được thì ăn chút không khí có là gì còn về việc giải thích này có đúng hay không thì thực sự không quan trọng chút nào đồ ăn ngon mới quan trọng ăn sáng chưa xong trương mạc đã thấy thái thuần chạy tới báo cáo thấy tươi cười đầy mặt của hắn trương mạc liền đoán chắc nhất định lại có chuyện gì đó vui vẻ xảy ra đúng vậy bản tông chủ ghét nhất là tin dữ. Còn những thứ khác, thì có thể báo cáo nhiều hơn. Đại nhân Mão Nhật thần sứ, tin tức mới nhất. Khí quân đại nhân đã thăng cấp thành công rồi, Trương Mạc nghe xong thì giật mình. Thành công rồi sao? Thành công thế nào? Hắn có giết người nhiều mắt đó không? Sau đó cướp đi ấn ký à, Trương Mạc vừa dứt lời. Thái thuần đều sửng sốt. Đúng vậy, sao không có ai nghĩ ra cách này? nghe có vẻ rất hữu ích không phải không phải khí quân đại nhân đã hoàn thành nhiệm vụ nên thăng cấp thành công rồi trương mạc tò mò hỏi nhiệm vụ gì lại là rút kiếm các thứ sao thái thuần nói không phải chính là nhiệm vụ dân bảo vật đó lần này khí quân đại nhân đã mất rất nhiều tiền nghe nói tổn thất thảm trọng trương mạc nghe xong thì lập tức lộ vẻ vui mừng dân bảo vật à được được khóe miệng điên cuồng nhếch lên Khí quân đại nhân dân bảo vật để thăng cấp, chẳng phải là dân cho tiểu hoàng sao? Dân cho tiểu hoàng về cơ bản là dân cho bản tông chủ. Nói cách khác, bảo vật của khí quân đại nhân coi như đã rơi vào tay hắn. Tiểu hoàng này rất có thể đấy, ép đối phương tự mình dân đồ ra. Quả nhiên là kế thừa trí tuệ xuất sắc của bản tông chủ, trên mặt Trương Mạc là nụ cười không kìm nén được. Thái Thuần nhìn nụ cười của Trương Mạc nhưng lại không hiểu, nói Mão Nhật thần sứ đại nhân hình như ngài rất vui thì phải. Là vì chuyện khí quân đại nhân dân bảo vật sao? Trương Mạc khoát tay nói đừng nói bậy. Đây là nụ cười đau lòng, ta không giống người khác, đôi khi buồn thì sẽ cười. Ồ, khí quân đại nhân mất nhiều bảo vật như vậy, thật đáng tiếc. Suy nghĩ điều này, bản thần sứ này thấy khó chịu, a a a a ha 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 ha, thực sự có chút nhịn không được, Trương Mạc vẫn cười thành tiếng. Thái thuần có tin hay không thì không sao, dù sao bản tông chủ cũng đã cười. Lúc này Thái Thuần mới nhận ra tại sao hắn đến báo cáo chuyện này, Ngô Thành lại không cướp lời hắn. Khí quân đại nhân chính là sư tôn của Ngô Thành, chuyện này, hắn cũng đoán được đại nhân Mão Nhật Thần Sứ sẽ như vậy. Mão Nhật Thần Sứ đại nhân, ngươi còn chưa nói xong, khí quân đại nhân không chỉ muốn hoàn thành một nhiệm vụ, hiện tại đã bắt đầu nhiệm vụ thứ hai. Trương Mạc xua tay nói hắn vẫn khá nhiều tiền. Để hắn làm đi, thăng cấp lên cũng tốt, đỡ phải lên phố bị người ta mua mất. Trương Mạc ngay cả nhiệm vụ thứ hai là gì cũng lười hỏi. Dù sao thì chắc chắn là tiểu hoàng bày ra mấy nhiệm vụ hại người đó. Ai đi thì người đó xui xẻo. Cũng đừng tưởng rằng thăng cấp lên rồi thì có thể làm gì ghê gớm lắm. Mão Nhật thần sứ đại nhân, ngươi không đi nhìn sao? Nghe nói, nhiệm vụ thứ hai của khí quân đại nhân là giải trí cho toàn thành, ồ, giải trí thì giải trí thôi đợi đã vừa rồi ngươi nói gì nhiệm vụ gì cơ trương mạc đột nhiên đứng dậy nhiệm vụ này nghe có vẻ hấp dẫn ghê hắn hình như đã từng đọc giới thiệu về nhiệm vụ này giải trí cho cả thành chẳng phải là khỏa chạy khắp trong thành nụ cười buồn trên mặt trương mạc càng đậm thêm vài phần thật hay giả vậy khí quân đại nhân thật sự liều mạng rồi sao ở đâu ở đâu vậy ta phải đi tham quan cho tử tế không phải phải nói là đi cổ vũ cho khí quân đại nhân chứ thái thuần giơ tay chỉ ra ngoài nói ngay bên ngoài những tu sĩ còn lại đều đã đi cả rồi còn nói gì nữa mau đi thôi phải tìm một vị trí đẹp để xem chứ nói xong trương mạc sải bước ra ngoài thái thuần vội vàng đuổi theo nhìn bóng lưng trương mạc bỗng nhiên hắn cảm thấy hơi hoảng chuyện này không nên báo cáo cho mão nhật thần sứ sao xét về tư thế của mão nhật thần sứ rõ ràng là hắn định đi xem kịch sau đó thậm chí có thể sẽ cười lớn với địa vị và uy tín hiện tại của mão nhật thần sứ đại nhân khí quân đại nhân sẽ không làm gì hắn ngay cả khi hắn tức giận nhưng loại tiểu lâu la như mình nếu khí quân đại nhân trả thù thì quá đơn giản một khi để khí quân đại nhân biết được là mình gọi tới mão nhật thần sứ đại nhân chẳng phải là suy nghĩ đây mồ hôi lạnh trên trán thái thuần bắt đầu chảy xuống hắn vội vàng đuổi theo trương mạc nói đại nhân ngài ngàn vạn lần đừng nói là do ta báo cáo trương mạc xua tay nói yên tâm yên tâm nhanh chóng bước ra khỏi nhà đá chỉ cần liếc mắt là có thể nhìn thấy một nhóm người đứng trên nóc nhà đằng xa trương mạc vốn còn tưởng rằng mấy ngày nay tu sĩ thần cung gần như bị tiêu diệt hết rồi bây giờ xem ra vẫn còn sót lại không ít tiếp cho phòng nhật thần sứ khuê một thần sứ hai người họ cái trò vui này hai người họ không xem được rồi nhưng không sao đợi nhiệm vụ lần này kết thúc hắn về có thể kể lại tường tận cho hai người họ đảm bảo không bỏ sót một chi tiết nào tránh ra tránh ra mão nhật thần sứ đại nhân đến thái thuần hét lên một tiếng sau đó vội vàng chạy mất đây không phải là lúc mượn danh thế uy nên trốn thì phải trốn bái kiến đại nhân cầu mong mão nhật thần sứ đại nhân được an toàn mọi người tránh ra trương mạc từ từ trèo lên nóc nhà ngước mắt nhìn thấy ở một nơi nào đó trong thành một bóng người đang chạy như bay miệng hình như còn lẩm bẩm nói gì đó không rõ trương mạc nhớ là phải hét ta là đồ ngốc mà ký quân đại nhân hét hơi không rõ vậy không tính nhỉ, phải làm lại chứ không được không được bản tông chủ phải đi tố cáo trương mạc cười vui vẻ nhìn bóng người nhanh chóng chạy về phía này không khỏi vỗ tay nhiệt liệt được trương mạc hét lớn những tu sĩ thần cung khác lập tức vỗ tay theo bóng mờ tiến lại gần trương mạc lập tức hét lớn tai biết vẽ lại đây vẽ tặng khí quân đại nhân một bức làm kỷ niệm nào vâng mão nhật thần sứ đại nhân lập tức có người liều mạng bắt đầu vẽ trương mạc cười càng vui vẻ hơn tiểu hoàng làm nhiệm vụ này tốt thật hiếm khi có trò vui như thế này. Như thể nhìn thấy bọn người trương mạc, bóng mờ sau khi tiến lại gần, đột nhiên quay đầu lại, rồi chạy về hướng khác. Trương mạc liên tục ra hiệu bên này, chạy sai hướng rồi, cái gọi là khoảng cách giữa lý tưởng và thực tế. Giống như hôm nay bổn tông chủ kẹp một miếng thịt. Cắn một miếng mới biết hóa ra là một miếng gừng. Đầy cay đắng, đau đớn và tức giận, trích từ chương 2290, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma trương ma thần gọi hai tiếng nhưng đối phương không trả lời không lâu sau chạy biến mất trương mạc hơi tiếc còn chưa nhìn rõ sao lại chạy mất tiêu rồi quay đầu trương mạc nhìn bức họa nói thế nào vẽ xong chưa người đang vẽ bức họa cũng rất tiếc nuối nói thưa mão nhật thần sứ đại nhân thật sự không nhìn rõ trương mạc thở dài nói thật đáng thất vọng đang nói thì đột nhiên lại có một bóng đen từ một hướng khác lao tới như mang theo luồng sáng đen sau đó dừng lại trước mặt bọn người trương mạc các ngươi làm gì vậy có phải đang chế giễu lão phu không nhìn kỹ mọi người kinh ngạc khi thấy người đến chính là khí quân đại nhân chỉ là thân hình của hắn sao lại trông không ổn thế này bọn người trương mạc nhìn kinh ngạc mắt mở to khí quân đại nhân nhìn ra ngay suy nghĩ của trương mạc hắn nói lớn mão nhật thần sứ ta không giống ngươi ta kiểm soát được sự thay đổi của thân xác, muốn có thì có, muốn không thì không. Trương Mạc mới ồ lên một tiếng. Ngay lập tức, cao mày. Cái gì mà không giống ta? Đừng nói bừa nhé, bản thần sứ không tiếp nhận lực lượng của Mão Nhật thần sứ, những bộ phận cần có vẫn còn nguyên. Thật tiếc khi có rất ít người biết chuyện này. Dù sao thì mọi người nghe xong câu này đều tỏ ra hiểu ý, không kìm được, trương mạc ứng ngực. Muốn xem đúng không, để các ngươi xem cho rõ được lắm lão già chỉ hai ba câu đã hóa giải được sự xấu hổ của mình khiến bản bổn tông chủ không nói nên lời tính ngươi thật thâm độc ngay lập tức trương mạc không còn hứng thú xem nữa nhờ mắt chuyển chủ đề vậy thì khí quân đại nhân cứ tiếp tục đi ngài chạy nhanh thật đấy vừa thấy ngài chạy qua bên kia ngay lập tức lại quay lại từ bên này trương mạc vung tay như muốn cắt cổ khí quân đại nhân ký quân đại nhân câu mày nói chạy qua bên kia sao ta đã bao giờ chạy qua bên kia đâu ngươi nhìn nhầm rồi không phải chứ không phải ngày sao trương mặt nhìn trái nhìn phải để những người khác cũng làm chứng cho mình ngô thành là người đầu tiên đứng ra nói sư tôn quả thực mọi người đều nhìn thấy một bóng đen miệng còn hét lên rằng ta là đồ ngốc rồi chạy đi mất còn hét rằng ta là đồ ngốc thì chắc chắn không phải ta rồi lão phu tuy đã đồng ý giải trí cho toàn thành nhưng vẫn chưa tự hạ thấp mình đến mức như vậy ta nhiều nhất chỉ hết ba chữ là đồ ngốc không có chữ ta trương mặt nghe xong chỉ muốn ghi lại ngươi hoàn toàn lừa đảo đúng không tiểu hoàng đâu tiểu hoàng đâu rồi chắc chắn không thể để hắn qua được kể cả hắn có đưa tiền thì cũng không được thôi đưa tiền thì vẫn đưa dù sao đưa rồi cũng chẳng có tác dụng gì không phải ngài Vậy là ai, Trương Mạc mở to mắt, đột nhiên suy nghĩ một cái tên. Tả Thu, trong thành này, còn ai vội vã muốn thăng cấp như vậy? Nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có Tả Thu mà thôi. Chà, xem ra không chỉ một người liều lĩnh như vậy. Đây thực sự là Còn có thu hoạch ngoài ý muốn, Khí Quân đại nhân hiển nhiên cũng lập tức suy nghĩ Tả Thu. Nhưng không giống với sự vui mừng của Trương Mạc, ngay lập tức, Khí Quân đại nhân đã cảm thấy nguy cơ hừ, xem ra tả thu cũng nhận ra tầm quan trọng của việc thăng cấp. Hắn ta nhắm vào ngươi, mão nhật thần sứ, chờ hắn ta thăng lên nhị đẳng, chúng ta có thể không còn lợi thế nữa. Ban đầu trong thành đã nguy hiểm tứ phía, bây giờ lại thêm tả thu, phải cẩn thận hơn nữa mới được. Nỗi lo lắng của khí quân đại nhân nghe có vẻ không vô lý, nhưng thực tế thì chẳng có gì cả. Đừng nói là tả thu thăng lên nhị đẳng, hắn ta có thăng lên nhất đẳng, đặc đẳng, vân vân. Trương Mạc cũng không cảm thấy có chút đe dọa nào. Thế nào, ngươi thăng cấp cao đến đâu cũng không thể khống chế được tiểu hoàng chứ. Ngươi muốn thăng cấp thế nào thì thăng cấp. Bản tông chủ thậm chí còn phải suy nghĩ xem có nên để tiểu hoàng giao cho hắn một nhiệm vụ riêng hay không. Gào lên mấy tiếng, ta là đồ ngốc, thì có là gì, bản tông chủ còn muốn ngươi nhảy múa trước mặt mọi người nữa cơ, vẫy tay, trương mạc rất bình tĩnh nói không sao, để hắn đến, tùy hắn đến, tự tin, mạnh mẽ, bá khí. Trương Mạc vừa nói xong, các tu sĩ thần cung lập tức phấn chấn. Xem đi, vẫn là mão nhật thần sứ đại nhân không sợ nguy hiểm, bá khí như thế, khí quân đại nhân cũng gật đầu. Chỉ cần mão nhật thần sứ còn tự tin là được. Mặc dù tên này trông chẳng ra gì. Nhưng thời khắc quan trọng đều có thể dựa vào, chỉ cần hắn ta nói, hầu như không bao giờ thất bại bao gồm cả lần thăng cấp này. Người khác không hiểu, nhưng hắn lại vững như núi, từng bước chiếm được tiên cơ, trọng thương bọn người tả thu. Sự tin tưởng lớn nhất giữa người với người. Chính là bản tông chủ nói ta đã đánh một cái rắm không hôi. Đối phương tuyệt đối không bịt mũi. Trích từ chương 2491, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Mặc dù hơi tiếc, nhưng không thể hạ gục hoàn toàn nhưng đây không phải là vấn đề của mão nhật thần sứ được vậy ta tiếp tục thăng cấp mão nhật thần sứ ngươi chỉ huy còn vài ngày nữa cái gọi là ngũ giới tôn giả sẽ quay trở lại ta khẳng định đến ngày đó nhất định là lúc tả thu liều mạng tuyệt đối không thể để hắn ta chiếm được tiên cơ ngươi không phải khí quân đại nhân nói xong liền nắm lấy cánh tay của trương mạc có ý gì ngươi có ý gì lão già ngươi buông tay ra ngươi không định kéo bản tông chủ đi chạy chứ chết tiệt mặc dù bản tông chủ đã sớm mất mặt mũi nhưng cũng không muốn làm chuyện này trương mạc giật mấy lần cũng không rút được tay mình về lão già này sức lực thật lớn đau quá đau quá đừng ép bản tông chủ mở bất động như sơn nữa trương mạc nhất thời bị khí quân đại nhân bóp đến mức nước mắt sắp trào ra bên cạnh thái thuần nhìn biểu cảm của trương mạc trong lòng thầm nghĩ đây chẳng phải là khuôn mặt khóc vui của mão nhật thần sứ đại nhân sao ngươi yên tâm ta tự có cách sẽ không để hắn ta chiếm được tiên cơ trương mạc liên tục nói khí quân đại nhân mới buông tay nói được ta tin ngươi nói xong khí quân đại nhân giơ tay lên phất phất mấy cái người đang vẽ tranh bên cạnh tờ giấy vẽ trên tay trực tiếp bay đến trên tay khí quân đại nhân trong nháy mắt giấy hóa thành tro khí quân đại nhân nhìn người đó nói ngươi rất dũng cảm tu sĩ kia trực tiếp sợ hãi trốn sau lưng trương mạc trương mạc giơ tay nói chỉ là để làm kỷ niệm thôi nếu khí quân đại nhân không muốn thì thôi vậy khí quân đại nhân cũng lười nói thêm gì nữa lớn tiếng nói với những người khác ta tiếp tục đi thăng cấp các ngươi nên làm gì thì đi làm cái đó đi đừng ở đây xem kịch vui hừ hóa thân thành tàn ảnh khí quân đại nhân nhanh chóng rời đi những người khác đều nhìn về phía trương mạc nói mão nhật thần sứ đại nhân bây giờ chúng ta nên làm gì trương mạc liếc nhìn họ sau đó nói làm gì ư chuyện này còn phải hỏi ta sao học theo khí quân đại nhân mọi người nhanh chóng đi thăng cấp đi chứ sao nữa mọi người lập tức ngay ra như phỏng tình hình gì đây xem kịch mà cũng xem đến nỗi nhập tâm cũng muốn chạy theo sao thoáng cái đã qua mấy ngày ai nên thăng cấp thì thăng cấp ai nên ngủ thì ngủ ai nên đưa tiền cho tiểu hoàng thì vẫn đang chạy hết sức trong thành những ngày này mỗi khi thấy đệ tử thần cung vừa chạy vừa hét trong thành trương đại tông chủ đều xuất xoa khen ngợi tiểu hoàng lần này đúng là phát tài rồi bảo vật của vọng thần điện cộng thêm khí quân tả thu bọn họ dâng lên cùng với số bị cướp đi tiểu hoàng nhất thời trở nên giàu có ngang một nước hy vọng sau khi chuyện này kết thúc tiểu hoàng có thể hiểu chuyện một chút chủ động nộp những gì nên nộp. Đừng đợi bản tông chủ đến đòi. Sáng sớm, trương đại tông chủ lại chuẩn bị lên nóc nhà xem kịch. Nghe nói khí quân đại nhân đã như nguyện thăng lên tam đẳng. Nhưng sau khi thăng lên tam đẳng, ngoài việc tự do hơn một chút trong thành thì không thấy có đặc quyền gì khác. Điều này khiến khí quân đại nhân có chút khó chịu, hiện đang chuẩn bị thăng lên nhị đẳng. Nhiệm vụ gì, trương mạc tạm thời cũng không biết hắn rất mong đợi khí quân đại nhân có thể cho hắn một bất ngờ tốt nhất là có thể nhìn thấy khí quân đại nhân lại tung hoành khắp thành như vậy thì quá tuyệt sau khi quay trở về đều là đề tài để nói chuyện a à, nếu không có chuyện gì khác linh quan đại nhân thương di nhất định sẽ vô cùng thích thú lắng nghe trương đại tông chủ còn đặc biệt bảo người mang một cái ghế lên ngồi trên nóc nhà tay trái cầm thịt tay phải cầm rượu đang định ăn đột nhiên cả thành rung chuyển rượu đổ ướt cả quần chà đây là ai vậy làm trò gì vậy mới động một cái đã khiến bản tông chủ trông như tè ra quần ngẩng đầu nhìn lên chỉ thấy cổng thành mở ra tiếp đó một người đầu heo khổng lồ cao trăm trượng đi vào đi đến đâu vạn tộc thần phục yêu thú quỳ rạp như sợ người khác không nhận ra thân phận của mình trên đầu còn đỉnh bốn vòng hào quang hóa thành bốn chữ lớn ngũ giới tôn giả trương mạc nhìn đến há hốc mồm. Được rồi, tiểu hoàng, phải nói về chơi thì ngươi mới là người biết chơi nhất, thái thuần đứng ở bên cạnh kêu lên mão nhật thần sứ đại nhân, hắn giống hệt ngài, trương mạc từ từ quay đầu nhìn thái thuần, lạnh lùng nói giống chỗ nào, thái thuần chỉ vào người đầu heo nói thân hình này, khí chất này, khuôn mặt này. Thái thuần cũng cảm thấy không ổn, càng nói giọng càng nhỏ. Khuôn mặt, trương mạc lên giọng. Thái Thuần lập tức đổi giọng ta nói sai rồi, không giống ngài, là giống ta. Giống hệt ta. Trương Mạc lúc này mới thu hồi ánh mắt, coi như ngươi thông minh. Nếu không bản tông chủ còn thật sự tìm cơ hội biến ngươi thành đầu heo. Từ từ đứng dậy, Trương Mạc nhìn người đầu heo Tiểu Hoàng, miễn cười. Tiểu Hoàng đến, như vậy có nghĩa là hiệu quả của ảo cảnh đã đạt được, những gì nên lột gần như đã lột xong. Ừm, đã đến lúc thu lưới rồi cùng suy nghĩ với trương mạc còn có hai người. Một là khí quân đại nhân, hai là tả thu. Lúc này, tả thu cũng đứng trên nóc nhà nhìn người đầu heo lớn. Trên mặt mang theo vẻ kiên quyết. Tả thu nói ngũ giới tôn giả trở về, xem ra thời gian ảo cảnh kéo dài sắp kết thúc rồi. Đã đến lúc liều mạng lần cuối, nam tử đứng ở bên cạnh nói ngươi chắc chắn rằng làm như vậy được không, tả thu đáp đã đến nước này rồi, không được cũng phải được chúng ta đã thua thảm hại như vậy không còn lựa chọn nào khác nam tử suy nghĩ một lúc rồi nói đúng là như vậy vậy thì đánh cược lần cuối cùng đi cho dù có chết chết dưới tay trương lão bác cũng không mất mặt tả thu gật đầu nói đúng vậy ngũ giới tôn giả đầu heo đi về phía trung tâm thành phố đằng sau đã có vô số người đi theo không chỉ có bọn người trương mặt đi theo mà cả vạn tộc trong thành yêu thú cũng lần lượt đi theo nhìn thấy đối thủ cạnh tranh không ít không biết từ đâu mà khí quân đại nhân đã đi dạo về chỉ nhảy một cái đã xuất hiện bên cạnh trương mạc làm trương mạc giật mình suýt nữa nhảy cao hơn cả khí quân đại nhân mão nhật thần sứ mấy ngày nay người thăng cấp thế nào khí quân đại nhân vừa lên đã hỏi một câu nhạy cảm như vậy khiến trương mạc không biết nên trả lời thế nào nghĩ mãi mà chỉ nghĩ ra được một câu khí quân đại nhân có muốn ăn miếng thịt không nói xong liền đưa phần thịt còn lại một nửa vào tay khí quân đại nhân hành động này khiến khí quân đại nhân lập tức nổi giận những ngày này ngươi chẳng làm gì cả đúng không trương mạc vội vàng nói tất nhiên là làm rồi bản sứ giả rất chăm chỉ ta là ờ thái thuần mấy ngày nay bản sứ giả đã làm gì vậy thái thuần nhìn thấy hai vị đại nhân cùng quay đầu nhìn mình sợ đến mặt cắt không còn giọt máu chẳng lẽ hắn không thể nói thật sao, Mão Nhật thần sứ đại nhân, mấy ngày nay, ngoài ăn thì ngài chỉ đi vệ sinh thôi, Thái Thuần dùng hết sức để thốt ra hai chữ. Tu luyện, nghe thấy hai chữ này, sắc mặt của khí quân đại nhân cũng khá hơn đôi phần. Được rồi, tu luyện cũng không thể nói là không chăm chỉ. Trương Mạc nghe xong thì sửng sốt, tu luyện, hai chữ này có liên quan gì đến bản tông chủ không? Ôi, lời nói dối này của ngươi bịa ra khá tốt đi theo đầu heo đến trung tâm thành phố không biết từ đâu xuất hiện một con yêu thú còn khiêng đến cho đầu heo một chiếc ghế lớn vừa ngồi xuống tiếng hô vang như sấm dậy bái kiến tôn giả ngay lập tức ngoại trừ trương mạc những người khác đều cúi đầu ngay cả khí quân đại nhân cũng vội vàng kéo áo trương mạc đứng đó như một cái cột làm gì nên hèn thì phải hèn chứ nhưng trương mạc không quan tâm còn muốn bản tông chủ hành lễ với ngươi tiểu hoàng ngươi lại ngứa ngáy rồi phải không hơn nữa ngươi làm như bản tông chủ mặc dù bản tông chủ tuyệt đối không thừa nhận còn đội đầu heo chẳng phải là làm hỏng danh tiếng của bản tông chủ sao ngươi chờ đó chuyện này chưa xong đâu lúc này ngũ giới tôn giả đầu heo dịch chuyển mông chưa nói gì đã quay mông trước mang ghế xoay một vòng vẫy tay chào mọi người sau đó chữ viết phía trên đầu thay đổi xin chào mọi người trương mạc nhìn mà trợn mắt. Chết tiệt, còn có thể biến chữ. Thứ này không tệ, tốt hơn nhiều so với tấm biển của Thủy Kỳ Lân. Tiếp tục thay đổi chữ viết. Có ai muốn rời khỏi thành này cùng ta không? Người đăng ký xin mời lên phía trước, người không đăng ký xin đứng ra phía sau. Không phải là không thể đưa các ngươi đi, chỉ là không muốn đưa các ngươi đi. Yêu thú tiến lên phía trước, đừng dẫm lên người khác. Một dãy chữ lóe sáng, khiến trương mạc hơi cau mày. Càng nhiều chữ, trương mạc càng trợn mắt. Tiểu Hoàng, ngươi có bị bệnh không vậy, nhiều chữ như vậy, ngươi có đọc kịp không, ngươi nói chuyện còn hơn, đi, tiến lên, khí quân đại nhân kéo trương mạc vội vàng đi về phía trước nhất. Với khí quân đại nhân mà nói, đây là thời điểm có thể rời khỏi nơi tồi tàn này rồi. Hắn thà giao chiến với yêu thú một trận còn hơn là tiếp tục ở trong ảo cảnh này. Không còn cách nào khác, vừa mất mặt vừa mất máu đi nhanh cho xong giống như bọn người trương mạc tả thu và đoạn đại nhân cũng đi ra hai bên vừa nhìn thấy nhau lập tức nguyên khí trên người sáng lên ngũ giới tôn giả đầu heo cũng nhìn thấy họ ngay lập tức chữ trên đầu tiếp tục thay đổi đừng đánh nhau đừng đánh nhau đánh nhau thì ta sẽ không đưa người đó đi để hắn cút về nhà ta không béo là do bị thế gian dơ bẩn này làm ô uế nên mới bị sưng phù. Trích từ chương 3380, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Một đám yêu thú vây lại. Chờ xem ai ra tay trước, để đặt mông xuống ngồi chết người đó trước. Trương Mạc lập tức ra hiệu cho khí quân đại nhân bình tĩnh. Hắn không phải sợ đám yêu thú này thật sự dám ngồi cho chết hắn. Chủ yếu là nếu thật sự đánh nhau, bản tông chủ bị liên lụy thì không tốt muốn đánh thì phải đợi bản tông chủ đi xa đã hãy đánh lớn tiếng tả thu đột nhiên chỉ vào bọn người trương mạc nói tôn giả ở trên đây là kẻ vô liêm sĩ thủ đoạn hèn hạ hà, hành động bẩn thỉu đừng đưa chúng rời khỏi đây phải không trên đầu ngủ giới tôn giả lại hiện ra hai chữ sau đó nhìn về phía trương mạc ngay lập tức trương mạc cũng trừng mắt nhìn hắn sao thế ngươi thật sự tin à bản tông chủ thế nào ngươi không biết sao vô liêm sĩ hèn hạ bẩn thỉu những từ này có liên quan gì đến bản tông chủ chứ ngũ giới tôn giả không dám nhìn vào mắt trương mạc quay đầu sang một bên lần này khí quân đại nhân muốn nhịn cũng không được kẻ vô liêm sĩ cũng dám nói người khác vô liêm sĩ nói rồi thì sao ngươi muốn chết đến đánh ta này khí quân đại nhân tức đỏ mặt nếu cứ tiếp tục như vậy e rằng rất nhanh sẽ phá vỡ ngũ giới. Về khoảng cãi nhau, rõ ràng hắn không phải đối thủ của tả thu. Vì vậy, khí quân đại nhân đột nhiên đẩy trương mặt một cái lên, trương mặt mở to mắt, cái gì mà lên, ngươi coi bản tông chủ là mụ già chửi nhau ngoài đầu làng à, trương mặt không buồn nói gì. Nếu tả thu dám đến, hắn sẽ đối phó với đối phương. Vẫy tay, trương mặt dơ lên dấn ấn nhị đẳng của mình. Bắt lấy, động tác tiêu sái, thần thái phách lối như thể ở đây hắn mới là lão đại vậy. những yêu thú khác lập tức chuẩn bị hành động. ngũ giới tôn giả cũng không có động tĩnh gì, nói đùa, hắn mới không ngăn cản chứ. đợi đã, tả thu cũng đột nhiên dơ ấn ký của mình lên, tay áo cuốn một cái, trong nháy mắt, ánh sáng mạnh mẽ lập tức khiến mọi người nhắm mắt lại. chuyện gì vậy? sao hắn lại sáng thế? khí quân đại nhân là người đầu tiên phản ứng lại, kinh hô nhất đẳng trương mạc nghe vậy cũng ngạc nhiên nhất đẳng chỉ trong mấy ngày này hắn đã thăng lên nhất đẳng rồi sao hắn thực sự là những lời sau đó may mà trương mạc đã kìm nén lại hắn rất muốn nói tả thu đã lỗ bao nhiêu mới lên được tới đây a à, e rằng đã mất sạch cả gia sản và mạng sống rồi có đáng không lúc này yêu thú bên cạnh lấy ra một gốc cây non đưa cho ngũ giới tôn giả những cây non này có màu hồng lắc lư qua lại và phát ra âm thanh chói tai nhìn một cái trương mạc đã biết tả thu làm thế nào để thăng lên nhất đẳng rồi đây không phải là nữ thụ yêu mà tiểu hoàng luôn muốn có sao ngươi thực sự trồng được cho hắn sao có thứ này ngươi nói với tiểu hoàng muốn đẳng nào hắn sẽ cho ngươi thăng đẳng đất không có cũng có thể cho ngươi thêm tại chỗ quả nhiên trương mạc lại nhìn về phía ngũ giới tôn giả Lúc này nụ cười trên khuôn mặt của ngũ giới tôn giả sắp không nhịn được nữa rồi. Ánh mắt đó rõ ràng là đang nói với Trương Mạc cha ơi, ta cũng không có cách nào, hắn cho quá nhiều, Trương Mạc nhìn ngũ giới tôn giả với vẻ vô cùng kinh bỉ. Có vợ quên cha rồi, tả thu nhìn thấy biểu cảm, lạ thường, trên khuôn mặt của Trương Mạc, trong lòng vô cùng sảng khoái. Hắn đã cực đúng rồi, quả nhiên, Trương Lão Bác không thể lên nhất đẳng, nhất đẳng đè nhị đẳng, có ngũ giới tôn giả ở đây, trương lão bác và người của thần cung vẫn chưa thể ra tay sát cục đã thành bây giờ hắn muốn mượn tay ngủ giới tôn giả để trừ khử trương lão bác khuôn mặt của khí quân đại nhân bây giờ khó coi đến mức như muốn nhỏ máu không ổn tả thu thăng cấp nhanh như vậy cục diện bây giờ đã đảo ngược sắp có chuyện rồi trương mạc quay đầu nhìn khí quân đại nhân nói khí quân đại nhân bây giờ ngài là cấp mấy vậy khí quân đại nhân nghiến răng đáp nhị đẳng trương mạc kinh ngạc nhìn hắn được đấy lão già này âm thầm cũng lên nhị đẳng rồi ban đầu là định cho bản tông chủ một bất ngờ phải không tiếc quá bây giờ nhị đẳng cũng không đủ nữa rồi tả thu nhìn bộ dạng hoảng hốt của trương mạc và khí quân đại nhân trực tiếp ra lệnh tất cả yêu thú vạn tộc nghe lệnh bắt giữ chỉ tay về phía trương mạc và khí quân đại nhân trên mặt tả thu hoàn toàn là nụ cười sảng khoái khuôn mặt tái nhợt của đoạn đại nhân cũng nở nụ cười rạng rỡ cuối cùng cũng sắp thắng rồi không uổng công tả thu đã liều lĩnh đánh đổi cả liêm sĩ và tiết tháo yêu thú nghe lệnh thì nhìn nhau không ai dám tiến lên đùa gì vậy đánh đại ca của đại ca ngươi tưởng chúng ta không sợ à ai lên thì người đó bị bệnh mọi người đều nhìn ngủ giới tôn giả còn khí quân đại nhân đã âm thầm bắt đầu tích tụ lực lượng chuẩn bị tấn công mạnh mẽ Điều tuyệt vời nhất trên thế giới này, không gì bằng việc ăn thịt. Không bao giờ phản bội, không bao giờ lừa dối. Ăn một cân, tăng một cân, mãi mãi chân thành đối đãi. Ta nguyện dùng 30 cân mỡ, đổi lấy thiên hạ Thái Bình, trích từ chương 3554, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Các tu sĩ của thần cung cũng đều lộ vẻ mặt tử chiến, xem ra lần này là thật sự sắp thua rồi ngũ giới tôn giả dường như vẫn còn đang do dự thực ra là đang nghĩ cách qua loa cho xong nhưng trương mạc lại mỉm cười bước lớn tiến lên lúc này không ra vẻ thì ra vẻ lúc nào khoan đã nâng tay lên trương mạc mang theo khí thế ngút trời trấn áp toàn trường trước sự nhìn chằm chằm của mọi người trương mạc nói nhất đẳng thì có là gì bản thần sứ muốn lên nhất đẳng bất cứ lúc nào cũng có thể lên ngũ giới tôn giả nghe vậy liền muốn gật đầu Đúng vậy, đúng vậy, muốn lên cấp thì có gì khó khăn. Lão cha nói sao thì làm vậy. Chỉ là không biết có thể diễn xuất được một chút không, Tả Thu thấy tình hình không ổn, lập tức muốn ngắt lời Trương Mạc. Nhưng không ngờ Ngũ Giới Tôn giả lại trực tiếp vất tay ra hiệu cho một con yêu thú chặn hắn lại. Gấu đen trắng ngồi xuống trước mặt hắn, cái mông to che kín hắn. Làm gì vậy, đang làm cái gì vậy, ta muốn nói chuyện, Tả Thu lập tức đi vòng qua cái mông to. Nhưng đã muộn rồi. Trương Mạc tiếp tục nói bây giờ ta yêu cầu lên nhất đẳng, đến đi, Trương Mạc nói xong thì ngẩng đầu chờ đợi. Còn ngũ giới Tôn Giả thì cũng có chút ngây người. Cái gì mà đến đi, lão cha của ta ơi, ngươi ít nhất cũng phải bịa ra một nhiệm vụ chứ. Ngươi không bịa ra một nhiệm vụ nào, lại bảo ta thăng cấp cho ngươi, có phải là quá qua loa rồi hay không? Nghĩ một lúc, thôi vậy, nhiệm vụ này cứ để ta bịa cho ngươi diễn xuất của lão cha thật sự không được ngươi đã trà trộn vào thần cung bằng cách nào vậy vẫy tay trực tiếp để yêu thú bên cạnh bắt lấy trương mạc mão nhật thần sứ khí quân đại nhân lập tức muốn ra tay cứu trương mạc lần này không thể để trương mạc phá hoại nữa trương mạc lớn tiếng nói khí quân đại nhân đừng tới đây đây là con đường mà bản sứ giả tự chọn hãy tin ta ta sẽ thành công trương mạc đại nghĩa lẫm nhiên dáng vẻ hào sản sẵn sàng hy sinh các tu sĩ của thần cung đều cảm động không ít người đã rơi nước mắt khí quân đại nhân nghiến răng nói trương lão bác ngươi không được chết yên tâm trương mạc mỉm cười thể hiện sự bình tĩnh và ung dung giữa sự sống và cái chết ngay cả tả thu cũng phải thốt lên một tiếng đúng là anh hùng thật sự theo chỉ thị của ngũ giới tôn giả yêu thú mang theo trương mạc nhanh chóng rời đi nhiệm vụ đã không ai hỏi thì không cần nói nữa đi hết đi hết đi nhiều yêu thú một chút, trong thế trận lớn hơn một chút là được. Một đám yêu thú kéo trương mặt đi, rất nhanh sau đó liền truyền đến đủ loại tiếng ầm ầm của cuộc chiến. Đánh nhau rồi, nhiệm vụ này không phải là muốn yêu thú tàn sát lẫn nhau chứ, Mão Nhật thần sứ đại nhân thật sự liều lĩnh, các tu sĩ thần cung không ai là không phẫn nộ, ngay cả Mão Nhật thần sứ đại nhân cũng bắt đầu liều mạng. Vậy thì bọn họ sao có thể ngồi nhìn không quan tâm, một đám người bắt đầu thi nhau mắng chửi bọn người tả thu. Còn tả thu căn bản lười để ý đến bọn họ. Dù sao thì ở đây có ngũ giới tôn giả, chắc là đám tu sĩ thần cung kia cũng không dám làm gì. Lúc này, người sốt ruột nhất chắc chắn là khí quân đại nhân. Bỗng nhiên, khí quân đại nhân nghiến răng, dậm chân. Tiếp đó, hắn lớn tiếng nói ta cũng muốn tấn phong nhất đẳng, tiến lên vài bước, khí quân đại nhân cũng liều lĩnh, không thể để trương lão bác một mình liều mạng trương lão bác chỉ là một thần sứ thôi mà cũng có thể chiến đấu như vậy làm sao hắn có thể chỉ đứng ngoài nhìn chứ hắn là người làm chủ cho nhiệm vụ lần này lúc này ngũ giới tôn giả đều nhẹ nhàng gật đầu khuôn mặt tràn đầy nụ cười có lẽ tất cả mọi người ở đây đều cho rằng ngũ giới tôn giả đang khen ngợi lòng dũng cảm của khí quân đại nhân nhưng trên thực tế ngũ giới tôn giả tiểu hoàng chỉ nghĩ rằng lão cha đã đi sang một bên rồi chỉ còn đám người các ngươi ở đây vậy thì bản thiếu chủ không khách sáo nữa chữ viết phía trên đầu thay đổi được nhiệm vụ thăng cấp đánh bại một nhất đẳng nhiệm vụ này vừa xuất hiện sắc mặt tả thu đột nhiên thay đổi ngay cả đoạn đại nhân cũng thốt lên một tiếng chết tiệt đồ heo chó chết ngươi cố ý đúng không còn phải chọn sao nói thật khí quân cũng không quen biết những nhất đẳng khác khác chỉ xét về hiềm khích mà nói không chọn tả thu thì cũng không được ký quân đại nhân trực tiếp cười lớn ba tiếng tốt 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 hắn vốn tưởng rằng mình cũng sẽ giống như trương lão bác đi đại chiến với một đám yêu thú nhưng không ngờ rằng đối thủ lại có thể là tả thu vậy thì còn nói gì nữa hôm nay không phải ngươi chết thì chính là không sai chính là ngươi chết tả thu đến phân định sống chết đi khí quân đại nhân vẫy tay về phía tả thu nhưng tả thu lại không có ý định chiến đấu với đại nhân khí quân người nói phân thì phân à không phân không phân ta không phân ai thích phân thì phân không phân cũng phải phân không không tả thu và khí quân đại nhân lại bắt đầu cãi nhau nhưng nội dung cãi nhau của hai người họ không giống như là sắp chiến đấu sao lại có cảm giác như hai vợ chồng đang cãi nhau chia tay vậy hai vị đại nhân hai người có thể nghiêm túc một chút không may mà vào thời khắc quan trọng chữ trên đầu ngũ giới tôn giả trực tiếp bay đến trước mặt họ người bị thách đấu không được từ chối nói xong ngũ giới tôn giả vung tay tất cả các vạn tộc yêu thú còn lại xung quanh đều vây lại nhìn chằm chằm vào tả thu có vẻ như chỉ cần tả thu dám nói một chữ không chúng sẽ lập tức ra tay xé tả thu thành từng mảnh tả thu có chút ngơ ngác điều này không đúng tại sao trương lão bác đó chỉ là nhị đẳng mà có thể khống chế những người này bảo họ lùi là lùi bảo họ chiến đấu là chiến đấu sao hắn ta đã lên nhất đẳng rồi mà bọn này vẫn chẳng coi hắn ra gì vậy dựa vào đâu mà nhất đẳng không được từ chối khiêu chiến của nhị đẳng thế là không công bằng tả thu lập tức muốn phản đối chuyện này lên tiếng với ngũ giới tôn giả tình hình lúc này đã bắt đầu trượt theo chiều hướng mà hắn không thể kiểm soát đáng tiếc chưa kịp để hắn lên tiếng khí quân đại nhân đã giết tới chết đi kim quang chói lọi ra tay là nổ tung nguyên võ thần kình ầm một luồng sáng nổ tung chiếu sáng cả thành bên kia trương mạc đan đại chiến với yêu thú cũng nhìn thấy luồng sáng này bỗng nhiên kinh ngạc đầy mặt sao bên kia cũng đánh nhau rồi nhanh chóng chỉ huy mấy con yêu thú ngoan ngoãn đứng yên tạo thành một bức tường thịt giúp hắn chặn đứng dư chấn bên này Trương Mạc và những con yêu thú khác tiếp tục, đại chiến. Nhìn cho kỹ nhé, đừng chớp mắt, hù la, Trương Mạc giơ tay, bảo con quái vật xúc tu bên cạnh giúp hắn đẩy bài. Những quân bài mạc trượt khổng lồ, mỗi quân đều cao hơn Trương Mạc gấp mấy lần. Thứ này đương nhiên không phải Trương Mạc mang theo bên người, mà chính là do mấy con yêu thú vừa tạo ra. Trương Mạc chỉ mới đề cập đến, không ngờ đám yêu thú này lại thành thạo đến vậy, bài mạc trượt, xẹt 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 là tạo ra được nhìn vẻ mặt vui vẻ của đám yêu thú, rõ ràng là chúng đã chơi không ít, tiểu hoàng, bên này ngươi sống rất thoải mái nhỉ. Trương mạc, đại chiến, với ba con yêu thú. Vẫn giết tứ phương như thường lệ. Một đám yêu thú đều nhìn ngây người. Chúng đương nhiên biết đánh mạc trượt, theo hầu chủ nhân hoàng kim thụ lâu như vậy, sớm đã thấm nhuần rồi. Yêu thú không biết đánh mạc trượt, đều không được chủ nhân trọng dụng. Chúng đánh với chủ nhân, đều có thể thắng có thua. Sao đánh với chủ nhân của chủ nhân thì lại không thắng được ván nào? Có phải vấn đề nằm ở bài không? Không đúng, bài mặt trượt cũng là do chúng vừa mới tự làm, căn bản chưa qua tay chủ nhân của chủ nhân, nhanh, 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 lấy tiền ra, lấy tiền ra, trương mặt bảo mấy con yêu thú thua cuộc này nhanh chóng lấy đồ ra. Lấy ra cái gì không quan trọng, quan trọng là phải thắng được thứ gì đó mới có thú vị. Chỉ cần chúng đừng lấy phân ra là được một đám yêu thú vậy mà còn khóc lóc nỉ non, không muốn những vẫn lấy ra những thứ lộn xộn cho trương mạc. Có quặng, có dược liệu, có cả thịt gì đó biết phát sáng. Còn có cả bảo vật nhìn là biết lấy từ tay tu sĩ. Chỉ có những thứ này, chúng còn không muốn thua. Yêu thú keo kiệt, đều học theo tiểu hoàng hư hỏng hết rồi. Tiếp tục tiếp tục, mấy đứa không biết đánh mạc trượt đứng bên kia, làm ầm ĩ lên một chút, tỏ ra bên này đánh dữ dội, dữ dội hiểu không, trương mạc cảm thấy giao tiếp với đám yêu thú này thật mất sức. Mấy đứa biết đánh mạc trượt này thì còn được, cơ bản nói gì cũng hiểu, phản ứng cũng nhanh. Những đứa không biết đánh mạc trượt, thì ngu ngốc vô cùng. Phải nói bao nhiêu lần nữa thì mới hiểu được chứ. Xem ra sau này phải nói với tiểu hoàng, phải rèn luyện trí óc bọn yêu thú cho tốt. Phải toàn bộ đều biết đánh mạc trượt, không được lơ là. Yêu thú nào không học được cách đánh mạc trượt, thì đều không được ăn thịt. Tiếng mạc trượt, tiếng chiến đấu vẫn tiếp tục vang lên. Trương Tông Chủ vẫn tiếp tục càn quét khắp nơi. Vài yêu thú biết đánh mạc trượt này, đều có chút ngồi không yên. Thua thảm quá, cơ bản là chưa từng thắng ván nào. Đây đâu phải là chơi bài, đây là cướp giật mà, yêu thú cũng không dám chơi trò hiểm ác với trương mạc. Nói về phương diện này, yêu thú còn, đàng hoàng, hơn nhiều so với đám người lão lý đám người lão lý thậm chí còn tệ hơn cả cầm thú chơi bài với bổn tông chủ thì phải dùng mọi cách mặc dù cũng chẳng có tác dụng gì yêu thú thua đến mức bắt đầu tru lên đủ kiểu nhưng chính là không gian lận trương mặt nhìn rõ ràng là con gấu trúc trắng đen kia thua đến mức nước mắt chảy dài có đáng không ngươi chẳng qua chỉ thua mấy món đồ chơi nhỏ thôi mà sao lại có cảm giác như chịu ấm ức lớn lắm vậy khiến cho bổn tông chủ đều vui vẻ hơn, được rồi, tiếp tục, tiếp tục, bổn tông chủ thường khuyên người trẻ, xấu thì phải đọc nhiều sách. Đừng như bổn tông chủ, biết sau mới hối hận. Phần lớn thời gian chỉ có thể dựa vào vẻ ngoài đẹp trai để ăn chơi. Vương tới đỉnh phong của cuộc đời, đáng tiếc. Không biết tại sao, mỗi khi ta nói điều này, họ đều không muốn nghe lời ta. Trích từ chương 5140, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma. Trương Ma Thần Hai bên chiến đấu đều bước vào giai đoạn gây cấn. Bên Trương Mạc, giết, giết sạch. Bên khí quân đại nhân, chiến, tiếp tục chiến. Bên Trương Mạc thì mặt mày hớn hở, ung dung phất tay. Đối diện là ba con yêu thú, mặt xám như tro, dậm chân đấm ngực. Bên khí quân đại nhân thì tung hết tuyệt chiêu, miệng phun máu, hơi thở giảm mạnh. Đối diện là tả thu nghiến răng chịu đựng, toàn thân đầy thương tích. Bên trương mạc thì cười ha hả. Bên khí quân đại nhân thì đánh nhau ầm ĩ thật lâu sau. Bên khí quân đại nhân kết thúc chiến đấu trước. Không phải khí quân đại nhân không muốn giết đối phương. Chỉ là hai người đánh nhau đến cực hạn, chỉ có thể là cả hai cùng bị thương. Hai người đều hơi kiệt sức. Nơi chết tiệt này, cũng không dám tùy tiện khôi phục nguyên khí, nếu không chỉ chết nhanh hơn thôi. Cấm chế trong vọng thần điện, quả thực có sự kìm kẹp rất mạnh đối với bọn họ nếu không với thực lực hư cảnh của bọn họ không đến nỗi nhanh chóng đánh nhau đến kiệt sức như vậy khi mọi việc dường như đã gần xong ngũ giới tôn giả mới quay lại cùng với đám người của mình mọi thứ hỗn loạn xung quanh theo bước chân ngũ giới tôn giả trở về mặt đường thậm chí cả bầu trời nhà cửa đều nhanh chóng phục hồi ảo cảnh thì mãi mãi là ảo cảnh mọi thứ đều vô hình vô ảnh khí quân đại nhân và tả thu nhìn mọi thứ trở lại bình thường cũng lộ vẻ cay đắng bọn họ ở bên ngoài vô cùng mạnh mẽ ở đây thì yếu đến mức không thể nhìn thẳng tả thu gắn gượng đứng dậy nhìn khí quân đại nhân cười nói khí quân lão già ngươi xong rồi khí quân đại nhân lạnh lùng nhìn hắn nói nói như thể ngươi còn ổn lắm vậy tả thu nói ta không ổn nhưng ta cũng không thua nói to tả thu nói ngủ giới tôn giả Ta không thua, nhiệm vụ của hắn thất bại. Ta yêu cầu giết chết bọn họ, Ngũ Giới Tôn Giả gật đầu. Vì ngươi đã dâng cây nhỏ, yêu cầu này hoàn toàn hợp lý. Nhưng giết người thì không cần thiết, vẫn phải nể mặt lão già một chút. Chữ viết phía trên đỉnh đầu Ngũ Giới Tôn Giả thay đổi. Nhị đẳng không giết, có thể bắt giữ, vẫy tay, xung quanh muôn tộc và yêu thú ùa lên, lần lượt đè những tu sĩ thần cung xuống. Nghe nói không giết các tu sĩ thần cung cũng không chống cự liều lĩnh họ chỉ hét lên đừng kiêu ngạo như vậy lũ chó của vô cực minh khi mão nhật thần sứ trở lại các ngươi đều sẽ chết nghe được bọn hắn nhắc đến mão nhật thần sứ trên mặt tả thu cũng trở nên tức giận các ngươi tưởng rằng trương lão bác đó là vô địch sao hắn không vượt qua được nhiệm vụ nhất đẳng đâu ta nói đấy ngũ giới tôn giả ở bên cạnh nghe cười mà không nói sau đó nhẹ nhàng vẫy tay để muôn tộc và yêu thú đưa khí quân đại nhân bọn họ đi về phần tại sao phải đưa đi đương nhiên là phải lột sạch tất cả những thứ còn lại cũng không thể lãng phí có thể kiếm thêm được bao nhiêu thì kiếm thêm bấy nhiêu nhìn thấy khí quân cũng bị kéo đi cuối cùng trên mặt tả thu mới lộ ra một chút tươi cười được rồi chỉ cần trương lão bác vượt ải thất bại ván này coi như đại thắng tu sĩ thần cung các ngươi hãy ở lại trong thế giới ảo mộng này mãi mãi bảo vật sâu trong vọng thần điện tả thu ta sẽ nhận lấy tả huynh đoạn đại nhân đi theo phía trước đỡ tả thu thương thế của hai người đều đã khá hơn nhiều đúng là huynh đệ cùng hoạn nạn trước khi đến bọn họ không ngờ sẽ đánh nhau đến mức như vậy dứt chốc đến bước này trương lão bác còn lại trương lão bác tả thu nói nhỏ đoạn đại nhân nói yên tâm vội vàng như vậy trương lão bác chắc chắn sẽ không thành công nói xong hai người nhìn về hướng trương lão bác rời đi xa xa vẫn có thể nhìn thấy khói bụi bốc lên đánh nhau dữ dội như vậy trương lão bác không thể thắng được thực lực của những yêu thú đó rất mạnh chỉ một con cũng rất khó đối phó huống chi là cả một đàn ta thấy trương lão bác sẽ chết không toàn thây đợi một lúc lâu sau cuối cùng thì trận chiến bên kia cũng kết thúc mọi người quay đầu nhìn lại chỉ chốc lát sau họ thấy một bóng người chậm rãi bước về không thể nào tuyệt đối không thể là hắn sao yêu thú đâu yêu thú có phải đã thua hết rồi không yêu thú không hề quay trở về nếu chúng có thể nghe thấy tiếng gọi của tả thu chắc chắn sẽ trả lời hắn không sai đã thua hết rồi thua thật thảm hại khi bóng dáng của trương mạc lại xuất hiện tả thu phát ra tiếng kêu xé lòng không Mấy người khí quân đại nhân đã bị bắt đi xa đều nghe thấy tiếng kêu này của Tả Thu. Ngay lập tức, khí quân đại nhân phát ra tiếng cười sảng khoái. Ha 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 ha, nhất định là Trương lão bác đã trở lại, cuộc sống đơn giản thực ra rất tốt. Một bình rượu, một con gà, một mảnh mây trắng. Còn có tiền không tiêu hết, địa vị cao quý, thế lực hàng đầu cùng vô số thuộc hạ, vậy là được rồi. Cuộc sống thanh bình và giản dị trích từ chương 4634, nhật ký của ta, thiên địa vô thượng thánh ma, trương ma thần. Thái thuần càng lớn tiếng kêu lên. Mão nhật thần sứ đại nhân là vô địch thiên hạ, mão nhật thần sứ đại nhân là vô song thiên hạ, tiếng treo hò vang lên từ xa. Nghe mà trương mạc có chút khó hiểu. Người đâu hết rồi, sao mới một lúc mà bọn người khí quân đại nhân đã biến mất rồi, tiểu hoàng, ngươi lại làm gì rồi, nhìn lại tả thu, trương mặt suýt nữa thì giật mình. Tả thu, ngươi lại làm sao vậy? Sắc mặt khó coi như gan heo. Ngươi có ăn phải thứ gì không sạch không? Phục, tả thu còn phun ra một nguồn máu tươi. Cả người lão đảo sắc ngã. Trương mặt cảm thấy hắn có thể ngã gục tại chỗ bất cứ lúc nào. Này này này, đừng có đổ lỗi cho ta. Bản tông chủ còn chưa làm gì cả. Đừng thấy bản tông chủ là ngã lăn ra đất không có tiền đền cho ngươi đâu quay đầu lại trương mạc nhìn về phía ngũ giới tôn giả tiểu hoàng nói nhiệm vụ hoàn thành ngũ giới tôn giả liên tục gật đầu lập tức đích thân lấy ra một con dấu đóng lên người trương mạc đồng thời trên đỉnh đầu của ngũ giới tôn giả còn hiện ra dòng chữ hoàn thành nhiệm vụ hoàn hảo thăng cấp liên tục siêu đẳng trong nháy mắt cả người trương mạc bắt đầu phát sáng chết tiệt cái này còn kích thích hơn cả truy hồn ấn Quá đáng, quá đáng, mau chóng để ngủ giới tôn giả tiểu hoàng lau sạch cho mình. Biến thành người nhỏ bé sẽ ảnh hưởng đến bản tông chủ quá nhiều. May mà ánh sáng chỉ kéo dài một lúc, rồi nhanh chóng thu lại. Còn lúc này, tả thu và đoạn đại nhân đối diện đã tuyệt vọng đến cùng cực. Siêu. Siêu đẳng, cao hơn cả hạng nhất. Giết chết bọn họ một cách triệt để. Không đúng, lúc vào thành không phải nói là hạng nhất là cao nhất sao siêu đẳng từ đâu ra không ai giải thích với tả thu con dấu do ngũ giới tôn giả đích thân đóng cũng sẽ không có bất kỳ chỗ nào để xoay chuyển đoạn đại nhân nói bên tai tả thu giết ra ngoài đi ngươi đi ta và trương lão bác sẽ liều mạng một phen tả thu lạnh lùng nói không ngươi đi đi ta nguyện chết dưới tay trương lão bác ánh mắt của hai người dần dần trở nên lộ rõ sát khí không nhìn ra được điều gì khác trương mạc có thể nhìn ra ngay đối phương muốn giết mình làm gì làm gì hai người sẽ không muốn liều mạng chứ tiểu hoàng ngươi xem này ngươi mau xem này ngũ giới tôn giả thấy không ổn cũng vội vàng để vạn tộc và yêu thú đứng sau lưng trương mạc xem ra vẫn phải đánh nhau thôi trương mạc còn chưa kịp nói tả thu chỉ thẳng vào mũi trương mạc lớn tiếng nói trương lão bác thần linh của thời đại cũ đã kết thúc từ lâu rồi thời đại mới là của phàm nhân loại thần côn như ngươi không vì chúng sinh thiên hạ không vì bách tính mà cống hiến ngược lại mượn danh thần linh làm những chuyện tàn nhẫn ngươi sẽ không chết tử tế đâu nghe tiếng hét lớn của tả thu trương mặt lại nở một nụ cười khác lạ cười nói tên này ngươi còn có lý tưởng như vậy sao bên kia bộ xương trên người tiểu hoàng đều cười nói nói hay hay để mạng hắn lại đi tiểu hoàng thì không sao vấn đề là bây giờ lão cha có muốn để mạng hắn không hay nhắc nhở lão cha một chút kẻo chọc giận bộ xương thì không đưa phủ đệ nữa giết một người mà mất một phủ đệ to như vậy đặc biệt là phủ đệ to còn rất nhiều tiểu đệ chẳng phải là đồ ngốc sao nghĩ như vậy chữ trên đỉnh đầu tiểu hoàng lại sáng lên nhất đẳng có thể định sinh tử chữ trực tiếp bay đến trước mặt trương mạc đặc biệt là chữ sinh liên tục nhấp nháy mấy lần người khác không hiểu Trương Mạc đương nhiên hiểu. Đây là muốn để bản tông chủ không giết bọn người tả thu sao? Tiểu Hoàng bị làm sao vậy? Nếu Tiểu Hoàng không muốn quản, căn bản không cần phải đưa chữ ra. Ý gì? Tiểu Hoàng cũng không thể có quan hệ gì với bọn người tả thu. Còn có ý tưởng gì nữa không? Có phải là chưa lột sạch không? Không đúng, chết rồi cũng có thể lột mà. Trương Mạc tuy không nghĩ ra là chuyện gì, nhưng hắn có một ưu điểm đặc biệt tốt, đó là nghe lời khuyên. Được rồi, không giết thì không giết. Nhìn bộ dạng của bọn người tả thu bây giờ, trong thời gian ngắn cũng không có sức chiến đấu gì. Bọn người tả thu nhìn thấy bốn chữ, có thể định sinh tử, đã bắt đầu tụ khí chuẩn bị liều mạng. Cho dù có chết, cũng phải chết ngươi dũng một chút. Tốt nhất là có thể bắn một thân máu vào trương lão bác. Nhưng ngay lúc này, chỉ nghe trương lão bác nhẹ nhàng nói đưa đi. Các ngươi ở lại trong thành, Suy ngẫm cho kỹ. Nâng tay nhẹ nhàng vung lên, bốn phía vạn tộc cùng yêu thú đều tiến lên, đè họ xuống, nhưng không ra tay tàn nhẫn. Tả Thu đều ngẩn người, Trương lão bắt vậy mà không định giết bọn họ, Đoạn đại nhân cũng có chút choáng váng, cứ bị yêu thú đưa đi, còn nhỏ giọng nói là định đổi chỗ ra tay sao, không giống lắm, như vậy chẳng phải là cởi quần đánh rắm, nhiều chuyện sao, có lý, tu sĩ còn lại của Vô Cực Minh và kiếp điện toàn bộ đều bị đưa vào ngục tối trong thành. Ngục tối ở đây vô cùng đơn sơ, cơ bản là đào một cái hố lớn trên mặt đất. Trước khi vào, mọi thứ ở trên người tất cả mọi người đều bị lấy đi gần hết, ngoài để lại một chiếc quần, những thứ khác đều không còn. Nhưng mọi người cũng không phản kháng, tình hình hiện tại, có thể sống sót đã là không tệ rồi. Tả thu và đoạn đại nhân đều ngồi sổng ở cửa hang. Lâu lắm, đoạn đại nhân nhìn thấy yêu thú đưa bọn họ đến lần lượt rời đi mới nói xem ra là thật sự không giết chúng ta tại sao trương lão bác không giết chúng ta hắn vậy mà lại là người do dự như vậy không ngờ tới không thể nào lúc trương lão bác giết huyết nguyên giả không hề cho huyết nguyên giả chút đường sống nào hắn không phải là người do dự hắn là những lời sau tả thu đột nhiên dừng lại không nói tiếp nữa hắn suy nghĩ đến những lời nói lời mà minh chủ nhà mình thường lẩm bẩm nụ cười khác lạ trên mặt trương lão bác cùng với những lời hắn nói có phải minh chủ đã nói đúng rồi không trương lão bác ở trong thần cung thực sự chỉ là tả thu nhíu mày không thể nào người này là trương lão bác chẳng lẽ lại là đồng đạo với minh chủ một đồng đạo ẩn núp trong thần cung tả thu nhắm mắt lại bắt đầu nhớ lại mọi dữ liệu mà mình đã xem về trương lão bác đánh bại thiên huyền phái chiếm lấy thiên huyền quốc không lập tinh điện giảm thuế chấn hưng triều đình thành lập báo chí truyền bá công pháp khắp nơi tiêu diệt huyết nguyên giả thu nạp ma tu tái thiết nguyệt ẩn quốc từng sự việc giờ đây đều liên kết thành một đường thẳng tả thu đột nhiên nhận ra tên trương lão bác này thực sự khác với những người khác trong thần cung những việc hắn làm thực sự không phải hoàn toàn vì bản thân tả thu lại suy nghĩ chuyện đánh mạc trượt lần trước. Trương lão bác tuy vẫn luôn nói mình tinh thần, nhưng biểu cảm và thần thái trên mặt lại không có mấy phần cung kính. Đúng rồi, ngay từ lúc đó, hắn đã bắt đầu âm thầm nhắc nhở ta. Trương lão bác, ngươi nhắc nhở ta một cách rất mơ hồ, ai mà đoán được chứ? Tả thu cười khẽ. Không ngờ, không ngờ. Sự phán đoán của minh chủ thật chuẩn xác. Trương lão bác không phải đi sai đường, hắn sợ đi theo đường của người khác khiến người khác không còn đường để đi nếu cứ tiếp tục như vậy nếu trương lão bác càng ngày càng thăng tiến trong thần cung chẳng phải có thể cải tạo cả thần cung sao một mình lật đổ cả thần cung đây mới là mục đích thực sự của hắn sao vô cực minh kiếp điện u biên và thần cung đã đối đầu bao nhiêu năm đều không làm được điều này trương lão bác nếu ngươi thực sự có mục đích này thì ngươi thực sự là con bê cái đuổi theo con bò được thật là ngưu bức cấp sff cộng a ai nói đứng trong ánh sáng mới là ngươi hùng đơn độc đi trong ngõ tối dáng vẻ không chịu khuất phục luôn có một người phải đi trước vừa hưởng thụ vừa rơi lệ trương mạc bên này còn không biết rằng vì một câu nói của mình tả thu bên kia đã sắp nghĩ hắn thành cái gì rồi chỉ hận không thể hát một bài ca ngợi hắn quan sát xung quanh xác nhận không có ai cản trở trương mạc nhìn ngủ giới tôn giả nói ngươi còn định làm gì nữa ngũ giới tôn giả tiểu hoàng nói không làm gì cả cha những người trong thần cung kia có thả không trương mặt trợn mắt nói chết tiệt ngươi biết nói chuyện à ngũ giới tôn giả tiểu hoàng nói tất nhiên là biết không phải là không nói chuyện để giả vờ cao thủ sao được rồi coi như ngươi nói có lý thả đi bây giờ bọn chúng chết thì chết bị thương thì bị thương cũng không còn sức chiến đấu gì nữa thả ra cũng không làm được gì Ngươi sắp xếp một vài thứ nhỏ, cuối cùng đuổi chúng đi là được. Đúng rồi, thang cát đâu, trương mạc hỏi. Nghe đến tên thang cát, ngũ giới tôn giả tiểu hoàng còn có vẻ hơi xấu hổ. Ờ, cha, người này quan trọng lắm sao, trương mạc nghe xong lời này liền cảm thấy có chút không ổn. Sao thế, ngươi giết chết người ta rồi à, không có, ngũ giới tôn giả tiểu hoàng vội vàng phủ nhận. Sau đó lắp bắp nói chỉ là mang đi cải tạo một chút hắn sắp chết rồi mà ta cứu hắn đúng vậy là cứu hắn rõ ràng ngươi nói là cải tạo ngươi biến hắn thành đầu heo rồi phải không trương mạc tỏ ra bất lực tiểu hoàng đã học được những gì ở thiên ma tông sao lại học được cả bộ thuốc dâm ô đó ngươi sẽ không còn sờ mông người khác chứ ngũ giới tôn giả tiểu hoàng liên tục xua tay nói không có không có thực sự không có bây giờ ta cũng không biết hắn biến thành bộ dạng gì nữa nhưng cha yên tâm hắn chắc chắn không chết lát nữa ta sẽ vớt hắn ra khỏi ao để rửa sạch trương mạc nghe như thể được vớt ra từ nồi vậy thang kế tên khốn nạn này giờ chắc trông rất thảm hại